xe nó nữa. Tổng nó cả lại lên này. Vào đi. Đấy, các bạn thấy không? Ý thức này, cả ngõ đẹp này. Đấy, khi ngõ, cho ngõ nhìn ngõ đẹp này. Đấy. Mà tao đổ trộm thôi, cái người ở đây nhá, khi mà bọn mình nói chuyện ấy, có nghĩa là toàn chưa đổ trộm thôi, mà đến chủ nhà đây này. Đấy, chủ nhà đây, nhìn phổ thân người ta mà. Và người ta cũng rình mãi mà không rình được. Đấy, cái ý thức về dân mình nó dã man rồi đấy. Hơn cả đánh trận. Đấy, quý vị thấy bảo là bây giờ cái ý thức về dân nó như thế nào. Ok, hôm nay nó chỉ là cái video clip ngắn đi thôi. Ở đây chúng tôi sẽ có một cái clip rất là vui. Anh em gặp nhau để có những cái kế hoạch tương lai liên quan đến vấn đề cây đời và liên quan đến vấn đề gọi là môi trường. Xin chào và hẹn lại quý vị thưởng thức cùng anh em. 8 3 4 Đấy, của em đang bảo trì mà đưa đi. Chỗ bố mẹ là chữ bố nó to. Mẹ này chữ mèo này. Tao không biết. Đi chưa? Tao có ba chỉ. Đọc nhầm. Cái gì á? Gì đấy? Viên viên chỗ đây vào kiện mình có ba vật. Đây là buổi liên hoan đầu tiên của cây đời anh. Nào cô nào tự biến trước ống kính không? Cảm ơn anh ạ. Kính lắp không? Thôi mọi người chén thôi. Chân gà hồi lúc này hụt nướng thanh đây được quả. Con anh ạ, à, bọn em. Cố gắng ăn đi, cố gắng ăn đi. Đừng ngủ ra nha. Đấy, ngồi đi. Sao rồi. Nhưng mà hướng dẫn với mọi người là lâu lắm ấy, quay lại ăn ạ. Rồi anh đây, rồi em đi. Rồi nhà nha. Em muốn gì đấy? Nó làm đâu? Em muốn cái đấy mà. Cô đi chơi, tôi cuồng, bình thường.